Mấy chị ơi, mọi bạn đã đến với Mê TV. Ok, hôm nay mình sẽ đi làm tóc. Mình sẽ quay một cái vlog lại. Mình thấy clip làm tóc mình hơi nhiều rồi. Thực ra là hôm nay mình sẽ đi tẩy thôi. Tại vì cái tóc của mình nó khô quá nè. Đáng lẽ là mình sẽ dùng thêm hai màu tissue và rose nữa. Nhưng mà mình đọc comment và kiểu mình cũng nhận thức được là tóc của mình nó sắp hư rồi đó. Bởi các bạn nói là cứ dùng như quá nhiều màu trong cái thời gian ngắn như vậy thì tóc của bạn sẽ rất là dễ chết và kiểu dễ bị rụng tóc nữa, nên là mình quyết định hôm nay mình sẽ làm lại cái màu tẩy và giữ nó luôn cho tới khi nó ra tóc đen thôi rồi để nó đen lại. Còn cái màu rose và tissue mình sẽ cung cấp để test màu lúc này xem sau, nhưng mà test như thế nào thì các bạn đợi những clip sau này rồi mình tính ha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi làm tóc và mình sẽ quay lại tiệm Baby Land Salon mà mình đã làm tóc trước đây trong một clip nữa. Ok đi thôi. Ok, thì đây là PB Lang Beauty Salon, ngụ tại số 212B-D88A Nguyễn Trãi, quận 1, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Mình biết đến salon này là nhờ các chị em, bạn bè cũ của mình làm ở The New Ray Brown giới thiệu. Vì xưa giờ thì mình chưa có nhuộm tẩy tóc nên là lúc quyết định làm cái này thì cũng khá là sợ. Không biết ở đâu mới tốt vì có nhiều chỗ tẩy làm rụng tóc, hư tóc như Nabi hồi đợt á. Tuy nhiên đây là lần thứ hai mình đến với salon này rồi, nên ai có video nhuộm tóc màu tẩy trước của mình thì ắt sẽ biết thôi. Vì lần đầu nhuộm được màu ưng ý như lời giới thiệu nên mình mới quay lại đây đó. Ở đây thì được cái các anh chị thợ rất là nhiệt tình tư vấn, không phải kiểu dụ làm cái này cái kia, mà là thấy tóc mình như thế nào thì khuyên nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Như thế này nè, cái dầu đó cũng hại tóc lắm. Đấy, lần trước mình còn được khuyên là chưa nên phục hồi vì tóc sẽ mất độ phồng và vẫn còn khỏe, chưa cần thiết. Lúc đó là lúc mà mình tới nhuộm cái màu tẩy ấy, trong cái clip trước, và mình có đề xuất là muốn phục hồi nữa, nhưng mà chị ấy khuyên là không nên, để lần sau. Thì chị đó có nói với tôi là cái tóc của em đang phồng rất là tự nhiên, rất là đẹp, thì thôi em để cái tóc phồng này đi, chị thấy nó đẹp hơn. Em đợi cho tới khoảng lần chập chân tóc thứ hai á thì em mới hẳn phục hồi, tại vì tóc của em á nó không phải là dạng quá yếu. Thực ra tôi tưởng là tóc tôi yếu, nhưng mà chị đó nói tóc tôi ở thuộc dạng khỏe rồi, không quá dày nhưng mà thuộc dạng khỏe rồi, có thể chịu được. Xong rồi chị đó còn nói với mình đó là hả, sự sao em feel vậy, em liều vậy, em dám tự tẩy tóc. Tại vì cái việc tự tẩy tóc nó rất là mang cái tính nguy cơ cao, tại vì á mình tiết kiệm được xíu đi, nhưng mà mình không có đủ chuyên môn, với lại không có lựa được cái thuốc ok. Đấy, cuối cùng thì mình đã đến vào lần sau. Đây là lần này đây. Mặc dù nếu mà mình phục hồi thì thêm tiền cho tiệm ấy, đại loại là vậy, nên là nhờ đó mà mình thấy salon này thiệt thà và đáng tin hơn bao giờ hết. Lần này mình quyết định tẩy lại màu tóc tẩy và phục hồi tóc, vì tóc mình sơ quá rồi, mình sợ tẩy lần này xong là đi luôn ấy, nên là mình thêm cái phần phục hồi luôn. Lên clip nhìn cứ xù rất là khó chịu. Rồi chưa kể đọc comment các bạn có trên clip á, gọi nhuộm các bạn viewers cảm thấy là lo lắng cái tóc mình này và khuyên không nên là nhuộm quá nhiều trong thời gian ngắn. Cho nên từ cái dự định ban đầu là 2 tháng đổi 4 màu tóc Blackpink á, thì bây giờ mình đã test được 2 màu rồi. Như các bạn đã xem đấy, là màu xanh của Jennie và màu hồng của Lisa. Wow, đây diện mạo mới của Mel TV mọi người ơi. Ok, thì các bạn thấy như thế nào đây? Là cái tóc mà sau khi mình đã xả tóc và làm khô nó với quạt mọi người, chứ đừng lấy máy sấy, tại vì máy sấy nó sẽ làm khô tóc nhiều hơn. Đây, tóc của mình đây. Thế này nè, cứ có cảm giác nó màu đen, nhưng mà rồi có cảm giác nó là màu xanh dương, nhưng mà thật sự nó lại ánh cái màu hơi xanh rêu, xanh rong biển á mọi người. Bây giờ nếu mà mình muốn nhuộm hai cái màu tiếp theo của rose với lại tissue, chắc mình phải đi tẩy một lần nữa quá, chứ cái màu này không thể nào mà lên hai cái màu đó được rồi. Thì các thuộc tính của nó mình cũng đã chia sẻ qua video clip, nên là chắc các bạn cũng đã nắm rõ được cái mấy cái hộp nhuộm này rồi. Nếu bạn nào chưa xem thì có thể bấm lên cái chữ y góc trên cùng video á, sẽ có đề xuất clip cũ á nha, xem lại đi nào. Ở tóc cổ của em trước khi em nhuộm cái màu đó này, trước khi em nhuộm nó là trước đó nữa thì em có gọi một cái lần màu hồng kiểu xưa giờ 25 năm rồi, không nhuộm cái lúc nhuộm liên tục, cái này kiểu giờ lâu á, cái này nó đều màu, nó không có thấy nó đều, nó đều như thằng nó đâu. Em nhìn cái đằng trước, em đâu có nhìn được cái đằng sau, cái đều đằng sau nó không đẹp chút nào.
À, em không biết chỗ nó bán cái chỗ cái dầu gội đó không? Em order ở trên mấy cái bạn mà hay mua đồ bên hàng. Em có tay vậy á. Em có bạn cũng ở bên bể. Nó mở shop thì em order luôn. 2.4 một hộp. Một cái bao nhiêu người? Nó nhiều. No fuels will make me sober. One flame to take the pain away. I caught you lighting matches in the back room. Haters look mad when they pass you. Let's talk about around when it's past two. Reach a glass to know you don't gotta fight alone. Vì thế nên hai hộp còn lại mình sẽ bán như vậy. Và nguyên nhân mình để lại màu tẩy là vì màu này được khen nhiều nhất. Sếp mình còn dọa là màu này đẹp, không để thì trừ lương. Mình sợ que đôi tóc thôi. Tính ra thì so với lần tự nhuộm tại nhà thì lần này đi tiệm quả là khác biệt. Các anh chị thợ bôi thuốc tẩy từ ngoài vào trong rất là đều tay, khiến cho mình không bị rát da đầu như lần trước nữa. Song song với đó là họ để khá nhiều thuốc ở chân tóc, vì chân đen tóc mình ra hơi là dài rồi đó, nên là đắp nhiều thuốc hơn bình thường để màu có thể trung hòa hơn với cái màu tóc tẩy bên ngoài chân tóc. Đợi tới tầm 30 phút, 40 phút là xả rồi. Mình cứ tưởng là sẽ phải tẩy trên 2 lần như hồi mới tẩy á, nhưng hóa ra là chỉ tẩy 1 lần mà thôi. Sau đó mình được biết là do dầu gội nhựa mình xài của Hello Bubble phiên bản Blackpink này rất là dễ khử màu, nên không có bị ám màu cũ như khi các bạn nhuộm bằng thuốc nhuộm. Coi như đây là một điểm cộng lớn cho thuốc gội nhuộm Hàn Quốc đi, dành cho những bạn muốn thử cái màu mới nhưng sợ sau này không nhuộm được màu khác ý. Vì bình thường nếu muốn nhuộm tóc bằng thuốc nhuộm thông thường sẽ thêm lớp phủ bóng và sau này tẩy ra sẽ bị ám màu cũ. Ai hay nhuộm tóc chắc sẽ hiểu khúc này ha. Gội một phát ra liền màu cũ luôn, lại còn đều và đẹp hơn nữa. Đúng là ra tiệm có khác nè. Một lần giảm thuốc như thế này là 550.000. Nếu bạn tẩy hay nhuộm 2 lần trở lên thì cứ lấy 550 nhân lên số lần mà thôi. Ở đây thì người ta tính theo số lần đắp thuốc thôi ấy. Sau đó mình đã quyết định phục hồi tóc luôn. Làm gói này sẽ có phần ép thẳng tóc, sau giai đoạn đó tóc sẽ bị thẳng ra. Mình thì sao cũng được, nhưng tóc xẹp có thể tạo dáng sau. Nhưng tóc hư thì phải phục hồi chắc chắn rồi. Giá cho một lần phục hồi là 750.000. Trước khi bắt đầu bôi thuốc phục hồi, mình đã được phát cho khẩu trang vì mùi thuốc này hơi khai. Điều làm mình thích ở salon này nữa đó là họ có dùng đồ bịt tai từ lúc nhuộm tẩy cho đến lúc phục hồi để tránh hóa chất tiếp xúc với da tai, cực kỳ xịn luôn. Phục hồi thì cần kiên nhẫn hơn, tẩy tóc nhiều vì mình ngồi đó cho đến 2 tiếng, ủ tóc gần 1 tiếng rồi sấy khô thuốc và kẹp thẳng 1 tiếng nữa, hơi mỏi chít. Tuy nhiên, mọi sự chờ đợi đều được đền đáp. Sau khi hoàn thành xong mọi bước phục hồi thì tóc mình cực mượt luôn, mượt còn hơn lúc tóc nguyên thủy chưa tẩy lần nào ấy. Hồi đó trước khi tẩy tóc thì tóc mình khá là sơ rối, sau khi tẩy còn như nhân 3 nhân 4 lần độ sơ hơn nữa. Đây là lần đầu tóc mình vô nếp được như vậy đó, còn óng ánh nữa chứ. Tóc vừa đều màu vừa mượt và vô nếp. Mình nghĩ là phục hồi tóc là liệu trình khá cần thiết cho tóc, cứ mỗi 3 tháng luôn á nha. Nhất là tóc hư tổn này, các bạn nhìn xem mình có nói điêu không. Tóc mình bây giờ thò tay vào một cái là ra được ngay, y như mấy cái quảng cáo tóc luôn. Ok, thì đây là quá trình mình back to blonde hair. Có nhiều bạn hỏi về chỗ mình làm tóc trong clip trước nên mình mới quyết định làm clip này để giới thiệu kỹ hơn. Salon này có khá nhiều bạn nổi tiếng rồi. Nếu không tin thì các bạn có thể vào Facebook của salon này để xem hình đấy. Có nhiều người nổi tiếng lắm. Mấy bạn đó đến đây nhuộm tóc và được PR luôn nhuộm chuẩn màu luôn. Nên là các bạn nếu có tiền thì nên đến đây nhuộm tóc. Và mình khuyên là nên chăm sóc tóc ở đây luôn, đảm bảo là không hối hận đâu. Như mình đây, làm xong là vuốt tóc suốt. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Nếu thấy thích hay cảm thấy nó có ích cho bạn thì hãy share, like clip và subscribe cho channel Mel TV của mình nhé. Chúc các bạn luôn có một mái tóc đẹp, với cả sắp đến Tết rồi, chuẩn bị qua đầu chơi xuân thôi nào. Ok, sayonara mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành.